Dạ vâng, video trong ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một cái mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Một chiếc xe đời khá là cao các bác nhá. Vâng, đời khá là cao luôn ạ. Và cái số tiền mà các bác bỏ ra cho cái chiếc xe này thì cũng rất chi là hợp lý luôn. Vâng, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng còn rất chi là đẹp luôn ạ. Đây ạ, các bác có thể nhìn thấy cái phần vô lăng của xe đây. Vâng, cái phần vô lăng của xe thì còn như mới này. Nó không có hiện tượng là bị mài mòn anh chậm nhá. Đó, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng cũng đã được trang bị màn hình rồi là cam lùi đầy đủ rồi. Có gương kính chỉnh điện. Đó, ghế da hai tông màu. La xăng đúc rồi các bác nhá. Một chiếc xe còn như mới luôn. Đó, một chiếc xe gia đình sử dụng được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Chiếc xe được mang tên Kia Rio. Và một chiếc Kia Rio được sản xuất vào năm 2015. Nhập khẩu số sàn động cơ 1.4 màu bạc đấy ạ. Kiểu dáng xe đan hai đầu. Xe gia đình sử dụng cho nên là xe còn cực kỳ là mới anh chậm nhá. Đó, máy 1.4 chạy cũng tiết kiệm nhiên liệu này. Xe nhập khẩu thì chạy đầm chắc, thân vỏ dày hơn là những cái bản lắp ráp trong Việt Nam anh chậm nhá. Và bên em đang chào bán cho cái mẫu xe này với giá là 320 triệu đồng vẫn còn thương lượng ạ. Vâng, 320 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Đó là giá chào bán của chiếc Kia Rio đời 2015, số sàn động cơ 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc đấy ạ. Đó, một chiếc xe mà lớp sơn của xe vẫn còn cực kỳ là bóng bẩy luôn. Những chi tiết của xe thì còn rất chi là mới anh chị em nhé. Anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để được tư vấn này. Hoặc là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Vita Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc Kia Rio mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, tất cả những đầu xe mà cửa hàng bên em nhập về thì đều cam kết đảm bảo với anh chị em về cái mặt chất lượng và về mặt an ninh, pháp lý an toàn, cho nên anh chị em yên tâm khi mà mua xe tại cửa hàng bên em. Bên em cũng hỗ trợ anh chị em mua xe trả góp từ 50% đến 70% giá trị của xe và hỗ trợ xe từ đời 2013 trở đi anh chị em nhé. Chiếc Kia Rio đời 2015 đây thì bên em hỗ trợ cho anh chị em mua xe trả góp lên đến 60% giá trị của xe này. Đó, cho nên là anh chị em đang có nhu cầu mua xe trả góp thì hãy nhanh tay nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn hỗ trợ hồ sơ thủ tục để cho anh chị em mua xe trả góp ạ. Và trong lúc đang dịch giã như này mà anh chị em ngại đến cửa hàng em xem xe thì bên em sẽ có dịch vụ là đánh xe đến tận nhà cho anh chị em để cho anh chị em có thể xem xe tại nhà anh chị em nhé. Chỉ cần anh chị em chuyển cọc cho em tầm 5-7 triệu thôi, em sẽ cho nhân viên đánh xe đến tận nhà cho anh chị em xem xe. Ưng lấy xe không ưng trả lại. Anh chị em chỉ cần thanh toán cho em cái chi phí đi lại là ok anh chị em nhé. Đó, một chiếc xe còn rất chi là mới ạ. Anh chị em có thể nhìn cái phần đầu xe đây. Đó, cái phần đầu xe của xe đấy ạ. Cặp đèn pha của xe thì vẫn còn trong sáng như mới này. Đó, những cái chi tiết cặp đèn pha của xe đây thì vẫn còn trong sáng như mới luôn. Không có hiện tượng mờ hay là vẩn đục anh chị em nhé. Những cái khớp lối thì vẫn còn khít đấy ạ. Vâng, những khớp lối thì vẫn còn khít đây. Có giải đèn nét định vị ban ngày. Đó, đèn thì vẫn là đèn halogen này. Và có giải đèn nét định vị ban ngày. Có trang bị đèn gầm. Đèn gầm là đèn bi anh chị em nhé. Logo và cái mặt ca lăng của xe thì cũng được mã ốc chrome. Và lưới tản nhiệt thì vẫn theo thiết kế hình mũi hổ đấy ạ. Xe thì mang biển Bắc Linh 99A46974 đây. Đó. Cái cặp đèn pha bên này đấy ạ. Vâng, cái cụm đèn pha bên này đây cũng còn trong sáng nha anh chị em nhé. Không có hiện tượng mờ hay là vần đục hay là vàng ố đấy ạ. Cái khớp lối thì vẫn còn khít đấy ạ. Chứng tỏ là xe không có hiện tượng là va quẹt cái phần đầu xe. Vâng, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng cho nên là bác chủ cũ đi cũng giữ gìn, cẩn thận. Xe còn rất là đẹp luôn ạ. La răng của xe đây. Vâng, la răng của xe là la răng đúc dạng đa chấu này. Đó, lốp láp của xe thì vẫn còn dày. Gần guốc vẫn còn dày đấy ạ. Cua lốp bên trong thì sạch sẽ, không có hiện tượng han gì hay là mục mọt anh chị em nhé. Tiến sang cái phần thân xe. Vâng ạ, sang phần thân xe thì xe đã được trang bị 4 la răng đúc rồi. Vâng, 4 la răng đúc dạng đa chấu anh chị em nhé. Đó, 4 la răng đúc dạng đa chấu này. La răng của xe đây ạ. Vâng, đây la răng của xe đây. 4 quả la răng của xe thì còn đẹp đều như nhau luôn. Đó, cua lốp bên trong đây ạ. Vâng, đây cua lốp bên trong đây.
em quay để cho các bác có thể xem và tự cảm nhận các bác nhé. Đó. Ra cái phần la răng bánh sau. Vâng, đây là phần la răng bánh sau đây ạ. Ok chưa ạ? Phần cua lốp bên trong này. Đó. Còn ra đến phần đuôi xe. Vâng, ra đến phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi rồi. Cực kỳ là an toàn tiện lợi cho các bác khi mà các bác lùi xe. Và các bác có thể nhìn thấy cái cặp đèn hậu của xe đây. Vâng, cái cặp đèn hậu của xe thì cũng còn trong sáng luôn. Không có hiện tượng mờ hay là vẩn đục vàng ố các bác nhé. Cái khớp lối thì vẫn còn khít đấy ạ. Vâng, đây khớp lối thì vẫn còn khít đây. La răng cuối cùng đấy ạ. Đó, bộ la răng cuối cùng đây. Phần cua lốp bên trong đấy ạ. Được chưa ạ? Sang cái cụm đèn hậu bên này. Phần đuôi xe thì được gắn một cái cản gió thể thao đây. Nhìn chiếc xe nó có cái phong cách gì đó đẹp hơn anh chị em nhá. Đó. Đây ạ, cái cụm đèn hậu bên đây ạ. Vâng, đây, cụm đèn hậu bên này đấy ạ. Đó. Trong sáng này, không có hiện tượng mờ vẩn đục. Cái khớp lối thì vẫn còn khít đây. Chứng tỏ là xe cũng không có cái hiện tượng va quẹt cái phần cản sau anh chị em nhá. Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây cái phần gầm xe của xe đây ạ. Đó. Phần gầm bệ của xe thì vẫn còn tương đối là sạch sẽ này. Không có hiện tượng han gì hay là mục mọt các bác nhá. Không có hiện tượng han gì mục mọt này. Đó, ok chưa ạ? Còn vào trong phần nội thất. Vâng, vào trong phần nội thất thì xe đã được trang bị gương kính chỉnh điện cụm điện rồi. À, gương kính chỉnh điện anh chị em nhá. Em nhầm. Xe đã được trang bị gương kính chỉnh điện rồi. Đó, táp lô táp ly hai màu này. Bàn phím tích hợp cho vô lăng. Và bàn phím tích hợp cho vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Đó, tiến vào bên trong. Vâng, tiến vào bên trong xe đã được trang bị màn hình giải trí Android cực kỳ là to rồi. Những cái phím lúm vặn điều hòa là rồi là những cái phím bấm đây thì vẫn còn tương đối là đẹp các bác nhá. Không có hiện tượng là bị mai mọt những cái số đây, rồi là cái ký tự đây ạ. Được chưa ạ? Ghế là ghế da hai tông màu. Vâng, nội thất ghế da hai tông màu đó là màu kem và màu da bò đấy ạ các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc nhựa rồi. Đó, trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc nhựa rồi. Và các bác có thể ngắm cái phần táp ly của xe đây. Vâng, cái phần táp ly của xe thì cũng còn rất chi là đẹp. Phần táp lô đấy ạ. Vô lăng, rồi là củ số cần phanh tay các bác nhá. Đó. Một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng, cam kết với các bác là không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đó. Và bên em đang chào bán cho cái mẫu xe này với giá là 320 triệu đồng ạ. Vâng, 320 triệu vẫn còn thương lượng cho các bác đang có thiện chí vào cái dòng xe này. Các bác chỉ cần liên hệ ngay cho em Dũng qua số điện thoại là 0855 966 966 để nhận được báo giá tốt nhất các bác nhá. Đó, nội thất hàng ghế phần đằng sau đây ạ. Vâng, nội thất hàng ghế đằng sau đây. Rồi cái phần táp ly cánh cửa đằng sau đây ạ. Được chưa ạ? Tiếp theo. Vâng, tiếp theo em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe. Như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lắp cabo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe ạ. Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên, phía bên lái đây ạ. Đó, còn đây là phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới anh chị em nhá. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Đó, cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây ạ. Thì không có hiện tượng là vặn mở ốc này. Trên dưới anh chị em nhá. Vâng, trên dưới đây ạ. Cái ngoàm chốt cửa thì cũng còn tương đối là sáng bóng luôn. Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ. Còn đây là phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới. Tiến ra phần cốp xe. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu cho nên là tiếng đóng cửa vẫn còn chắc lịch luôn các bác nhá. Tiếng đóng cửa vẫn còn chắc lịch luôn ạ. Và thân vỏ thì dày, chạy đầm chắc hơn là những cái dòng xe mà sản xuất trong nước. Đó, ra cái phần cốp xe này thì cái phần ốc đai cũng đã được bảo vệ bằng cái tấm lỉ rồi, cho nên em không quay được. Còn đây là phần keo chỉ cốt xe. Đó, phần keo chỉ cốt xe đó ạ. Khoang cốp xe thì cũng tương đối là rộng rãi, anh chị em cũng có thể để đồ thoải mái.
Đó, còn ở phía dưới đây. Vâng, ở phía dưới đây là lốp sơ cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe anh chị em nhé. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Vâng, tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt. Đó, đã được trang bị đầy đủ lốp sơ cua. À, thì cũng là la răng đúc này, rồi là bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe đầy đủ rồi. Ở đằng sau xe thì đã được trang bị cam lùi. Vâng, đây, cam lùi đấy các bác nhá. Đó, an toàn tiện lợi cho các bác khi mà các bác lùi xe. Và đây là phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là keo chỉ cánh cửa bên trên đấy ạ. Bởi vì sao? Những cái chiếc xe nhập khẩu thì giá nó lại đắt hơn là những cái chiếc xe được lắp ráp trong nước các bác nhá. Bởi vì là cái sự là chạy đầm chắc này, bền bỉ và thân vỏ nó bao giờ cũng dày hơn các bác nhá. Đó, đây là phần ốc tai đấy ạ. Phần bản lề trên, bản lề dưới đây. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Đó, trên dưới đấy ạ. Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đấy ạ. Còn đây là phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới các bác nhá. Và cái phần cuối cùng. Vâng, phần cuối cùng em sẽ đi vào quay cái khoang động cơ cũng như là phần keo chỉ của lốp capo để cho anh em có thể vào xem và tham khảo cảm nhận về cái chất lượng của cái chiếc xe này. Đó. Video của em thì em quay tầm khoảng hơn 10 phút thôi, 14-15 phút, nhưng mà em sẽ quay vào những cái trọng điểm, những cái thiết yếu khi mà một người đi mua xe cần tìm hiểu các bác nhá. Em sẽ quay vào những cái trọng điểm, những cái thiết yếu mà để phục vụ cho các bác khi mà các bác đi mua xe. Vâng, đây, tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đấy ạ. Thì đầu tiên cũng là phần ốc đai các bác nhá. Đây ạ, phần ốc đai đây ạ. Hai bên đây. Đó, phần keo chỉ của lốp capo này. Nguyên zin luôn. Vâng, được chưa ạ? Đây là phần ụ giảm sóc và cái đường keo của phần ụ giảm sóc đây các bác nhá. Cái đường keo của phần ụ giảm sóc đây ạ. Đó, phần sắt răng này. Và cái phần ụ giảm sóc bên này. Đó, phần ụ giảm sóc bên này đấy ạ. Động cơ của chiếc xe thì còn khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Đó, máy lổ êm, côn số mượt mà anh chị em nhé. Anh chị em mà rảnh rỗi thì có thể về tại cửa hàng bên em để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, một chiếc Kia Rio đời 2015 được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Số sàn động cơ 1.4, đi tiết kiệm nhiên liệu và thân vỏ của chiếc xe này cũng dày, đi đầm chắc các bác nhé. Đó, đây ạ. Vâng, đây tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đây. Đó, anh em xem có thể về tại cửa hàng để xem xe này, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe. Được chưa ạ? Vâng, vừa rồi em đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ khoang động cơ, rồi là gầm bệ của chiếc Kia Rio đời 2015 nhập khẩu số sàn động cơ 1.4 màu bạc cho anh chị em vào xem và tham khảo đấy ạ. Anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ. Hoặc là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Vital Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho Amazin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những cái video giới thiệu chi tiết những cái mẫu xe mới nhập về cửa hàng hoặc là những cái buổi livestream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ.